Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp em, cha sẽ nộp con sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật và anh chị em mở lịch Công giáo tại Việt Nam, chứ không phải là tại các quốc gia khác, chỉ có Việt Nam thôi, sẽ ghi là thế này: kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Nhưng mà cái từ kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam là cái từ nói bình dân. Lễ này này, lễ các thánh tử đạo Việt Nam ở trong lịch trên toàn thế giới thì sẽ ghi vào ngày 24 tháng 11, ghi tên là thế này, là Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Anh chị em nghe cái tên này bao giờ chưa? Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Ai nghe cái câu này giơ tay em xem nghe này. Tuyệt vời, giáo sư Thăng Long tuyệt vời. Tên trên thế giới gọi là Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Andre Dũng Lạc là một vị trong 117 thánh tử đạo. Và cái ngày lễ trên toàn thế giới là ngày 24 tháng 11. Mà 24 tháng 11 năm nay nó trùng vào ngày thứ 6. Thế thì trên thế giới ngày 24 tháng 11 họ sẽ mừng lễ, gọi là chúng ta gọi là Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhưng họ sẽ mang tên là Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Mà trên thế giới đó là họ mừng lễ nhớ buộc, nhưng vì là các thánh tử đạo tại Việt Nam nên ngày 24 tháng 11 toàn cõi Việt Nam sẽ mừng lễ trọng, giống như là lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ trọng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, lễ trọng Thánh Giuse, vân 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 vân, lễ trọng, chúng ta là lễ trọng đó. Nên thứ sáu tới đây ở Việt Nam chúng ta sẽ mừng lễ trọng và ca đoàn nhớ thứ sáu đây, là trên thế giới họ làm lễ các thánh tử đạo, tức là Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo với bậc lễ nhớ, còn chúng ta tại Việt Nam phải làm lễ trọng. Thì thứ sáu chúng ta phải làm lễ trọng, dù rằng chúng ta hôm nay vẫn là kính trọng thể. Vậy thì kính trọng thể nghĩa là gì? Kính trọng thể đây là một đặc ân tòa thánh ban tặng riêng cho Việt Nam, tặng riêng Việt Nam thôi nhỉ, còn trên thế giới không có đâu. Lý do là bởi vì thế này, đây là lễ mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Và cái ngày 24 tháng 11 tới đây là lễ trọng, nhưng không buộc phải đi lễ. Mà nếu không buộc đi lễ thì con dân đất Việt này mất cơ hội mừng các tiền nhân của mình. Nên giáo hội ban cho Việt Nam một cái đặc ân là cái Chúa Nhật trước ngày 24 tháng 11. Thay vì làm lễ Chúa Nhật với áo xanh thì được quyền thay áo xanh của Chúa Nhật ấy làm lễ các thánh tử đạo Việt Nam, vì Chúa Nhật ai cũng đi lễ, nên được dâng lễ lần trước, trước khi đúng ngày 24 tháng 11 làm lễ trước để mọi người đi lễ Chúa Nhật, đó là lễ buộc, họ được mừng lễ các thánh tử đạo trên quê hương đất Việt của họ. Và đây là một đặc ân tòa thánh dành cho Việt Nam. Vì thế ngày thứ sáu tới đây ai đi lễ chúng ta sẽ vẫn dâng lễ đức lễ các thánh tử đạo Việt Nam hợp với toàn thể thế giới, nhưng mà ngày Chúa Nhật hôm nay chúng ta có cơ hội mừng trước
các thánh tử đạo Việt Nam nên tên gọi là mừng kính trọng thể các thánh tử đạo tại Việt Nam vào ngày Chủ nhật thường niên. Các bác hiểu không? Các nghĩa không? Ai hiểu cho tay em xem nè. Vì thế chúng ta cảm ơn Tòa Thánh đã cho Việt Nam của chúng ta được cơ hội mừng các thánh tử đạo vào ngày Chủ nhật, để không ai trong chúng ta mất cơ hội mừng tổ tiên chúng ta. Đấy chính là lý do mà tại sao chúng ta mừng tên gọi là kính trọng thể các thánh tử đạo tại Việt Nam vào Chủ nhật hôm nay. Điểm thứ hai tôi muốn thưa với anh chị em một điều chi tiết, đó là thế này. Là trong suốt 300 năm, nếu tính từ năm 1533, là sử sách ghi là tin mừng đã bắt đầu gieo vãi ở tại Ninh Cường, tức là ở Bùi Chu, hiện nay bây giờ thuộc về cái tỉnh ta gọi là cái tỉnh Nam Định đó. Thì Ninh Cường năm 1533 là sử sách ghi là tin mừng đã bị gieo vãi trên đó. Cho đến bây giờ là thế kỷ thứ 21 thì ta gọi là trên dưới gần 400 năm. Thì 300 năm từ 1533 cho đến đầu thế kỷ thứ 20, tức là cho đến triều Nguyễn, thì có thể nói Hội Thánh Việt Nam bị bách hại trầm trọng. Đặc biệt là ba triều đại này, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Và cái ông vua Minh Mạng là cái ông vua bách hại đạo kinh khủng nhất của lịch sử của Hội Thánh Việt Nam. Thì ông vua Minh Mạng đó, khi ông ra các cái chiếu chỉ mà bách hại đạo, ông dùng một cái từ này: ta sẽ làm cỏ những người tin vào cái đạo Gia Cơ Tô này, để trên quê hương đất Việt Nam này sẽ không có cỏ dại của những cái kẻ mà tin vào ông Kitô nữa. Lạ thay, ông ta đồng hóa chúng ta là cỏ dại và ông ta vặt cỏ dại. Nhưng sau đó đến thời mà vua Bảo Đại, anh chị em biết triều Nguyễn là vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, rồi đến vua Bảo Đại là ông vua cuối cùng của triều Nguyễn ở đất nước chúng ta, và ông ta thoái vị năm 1945. Thì vua Bảo Đại sau khi thoái vị sang bên chạy Lưu Đày, sang bên Pháp, và chính vua Bảo Đại trước khi chết ông ta trở lại giáo hội Công giáo. Anh chị em biết cái thông tin này không? Vua Bảo Đại chết năm 1997 và trước khi chết ông ta trở lại đạo. Ai biết cái tin này giơ tay em xem cho nào. Ai biết? Ai đã đi Pháp rồi giơ tay xem nào. Người này đi Pháp, người này khi ông ấy trở lại đạo, người này đang ở bên Pháp, người đang đứng đây là đi học tại Pháp. Thì tổ tiên của ông ấy là vua Minh Mạng triều đại. Thì khi mà vua Bảo Đại trở lại đạo Công giáo thì Minh Mạng, thì vua Bảo Đại nói lật ngược cái câu nói của Minh Mạng, nói thế này: giờ tôi mới hiểu thế nào là hạt giống gieo xuống đất quê hương Việt Nam. Tổ tiên tôi chính là vua Minh Mạng đó, đã ngộ nhận về cái hạt giống lẫn với cỏ dại. Nếu cỏ dại thì thuốc trừ sâu nó đã diệt luôn rồi, nhưng vì nó là hạt giống nên tôi là thừa hưởng. Và ông thi ta trở lại đạo ông ta: tôi là thành quả của cái hạt giống ấy. Các bác hiểu cái câu nói thâm thúy này không? Ai hiểu cho tay em xem nào. Minh Mạng nói cỏ dại, nhưng Minh Mạng ngộ nhận rằng đó là hạt giống gieo xuống, mà thừa hưởng chính là Bảo Đại. Bảo Đại, Bảo Đại là ông vua cuối cùng của triều Nguyễn. Nói cách khác, anh chị em rất thân mến, nếu Minh Mạng muốn làm cỏ tổ tiên của chúng ta, nhưng Minh Mạng không biết rằng Minh Mạng đang gieo hạt giống, và cái người kế thừa của Minh Mạng đó là Bảo Đại, chính là cái hạt giống đó trở lại với Chúa. Hôm nay chúng ta mừng các thánh tử đạo Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một điều: chính trên quê hương này nhiều triều đại đã tìm cách triệt hạ đức tin Công giáo, nhưng đức tin Công giáo không thuộc về con người để triệt hạ. Đức tin Công giáo là hạt giống của Thiên Chúa gieo vào, và cái hạt giống đó không con người chế được. Thưa anh chị em, có một cái điều lạ là thế này: không có ai chế được hạt giống,
người ta có thể nhân giống, người ta có thể tạo gen để có những hạt giống mới, nhưng mà trong phòng thí nghiệm không làm ra được hạt giống. Lấy một cái ví dụ này, anh chị em biết là con phòng thí nghiệm không làm được. Anh chị em biết hai quả trứng con gà nó đẻ ra bình thường, và người ta nói cái quả trứng con gà nó đẻ ra có gì khó về vấn đề hóa chất ở trong đó nó gồm có chất vôi các thứ nọ kia. Người ta làm một cái quả trứng giống y vật về phương diện hóa học, giống như một quả trứng con gà đẻ thật. Làm cái giống, cái trống của nó y như vậy, không khác một tí nào về phương diện khoa học. Đưa hai quả trứng con gà nó đẻ bình thường và quả trứng là kết quả của thành phòng thí nghiệm, đưa hai quả trứng vào ấp cùng một nhiệt độ, thì đến ngày nở thì cái quả trứng người ta đánh dấu cái con gà nó đẻ bình thường, nó nở ra con gà con. Còn cái quả trứng mà kết quả của phòng thí nghiệm sau đủ ngày đập ra thối bởi vì phản ứng hóa học xảy ra là nước cống. Con người không thể tự tạo ra giống được, không có hạt giống nào con người có thể tự tạo được. Nếu chẳng hạn như người ta nhân, người ta có thể tạo ra giống, nó là giống kia là người ta phải lấy cái giống này sang cái giống kia, thì giống nó không thể tự của con người được. Nếu cỏ dại, con người dùng hóa chất để loại trừ, nhưng hạt giống con người không tạo được. Và Bảo Đại nói hạt giống đó nó gieo xuống và tôi chính là cái thành quả của hạt giống này. Anh chị em, hôm nay chúng ta mừng các vị tử đạo tại Việt Nam, chúng ta tuyên xưng hai điều. Chúa đã gieo hạt giống tin mừng trên quê hương đất nước chúng ta, và thế gian tìm cách loại trừ tin mừng đấy. Nhưng tin mừng không thuộc về con người, nếu tin mừng thuộc con người, triệt hạ rồi, bao nhiêu thuộc về con người, bao nhiêu hết triều đại này sang triều đại khác của con người bị đào thải hết. Nhưng của Chúa thì không thể con người triệt hạ được. Đó là thứ nhất. Thứ hai, hạt giống đó chính là chúng ta hôm nay. Chúng ta hôm nay là hạt giống của các đấng thừa sai, của vị tử đạo. Và chính chúng ta cũng gieo xuống để thế hệ sau, tất cả những người khác thấy được quyền năng của Thiên Chúa. Mừng lễ của các vị tử đạo, chúng ta nói đến sự sống động của đức tin Công giáo, sự sống động của chúng ta hôm nay. Và như thế chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đang hiện diện, và hạt giống đó không thuộc về con người, thuộc về Thiên Chúa chúng ta, và không ai có thể chống lại được Thiên Chúa. Vì chính Thiên Chúa hành động, mà Thiên Chúa hành động thì kết quả bởi Ngài. Xin Chúa cho chúng ta khám phá quyền năng của Thiên Chúa trên quê hương đất Việt này, và quyền năng của Thiên Chúa đang ở mỗi chúng ta hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa.